How many days you stay? Em ở đây bao nhiêu lâu? 2 năm. Ôi đừng nói thế. That's more than I thought it'd be. Thank you so much. Em lao động ở đây à? Yeah. Em có cái visa lao động ở đây không? Em đang đi sang để bắt đầu làm việc. Thế thì đừng nói là 2 năm bởi vì là nó ở đây nghiêm khắc ấy. Xin chào các bạn, hiện nay thì Nam đang ở sân bay quốc tế Nội Bài, chuẩn bị 2 tiếng nữa thì sẽ đáp máy bay đi bắt đầu một chuyến đi vừa là ăn Tết mà vừa là làm việc. Đó là khám phá những điều bí ẩn, kỳ lạ ở đất nước Singapore. Các bạn biết đây là Nam đi này thì rất là cơ động, chỉ có mỗi một cái ba lô nhỏ nhỏ này thôi. Không cần thiết phải quá nhiều đồ nhưng mà nó là những cái đồ mà quan trọng cho những cái thiết yếu của mình. Tiêu chí đó chính là phải rất là gọn lẹ. Singapore thì không phải là lần đầu tiên Nam đến vào dịp Tết. Nam đã ăn Tết ở đấy 2 lần rồi. Đây là lần thứ 3, năm nay là năm thứ 3. Cơ bản thì họ cũng giống như Việt Nam của chúng ta thôi. Đó là rất nhiều người Hoa ở đó. Chính vì người Hoa thì là họ ăn Tết nguyên đán. Họ cũng nghỉ Tết rồi, các cái phong tục nó cũng na ná Việt Nam. Do đó là cũng không có cái gì đấy là quá là lạ lẫm cả. Lần này thì Nam đã quen được với, quen từ trước. Trước khi sang thì có chat với một cậu em người Việt Nam đang sinh sống ở đó. Cũng chưa gặp mặt bao giờ, cũng chỉ chat trên mạng thôi. Là cậu sẽ đưa mình đi khám phá, tìm hiểu một số nơi mà cậu cho rằng là nó hợp với cái style, những cái kiểu mà mình đã từng đi rồi. Tuy nhiên ở Sing thì nó quá hiện đại, nó không có nhiều cái căn công trình bỏ hoang nhá, cũng đã ít rồi. Chứ đừng nói là có những cái gì đấy nó kỳ bí, giống như kiểu là Đà Nẵng ấy, tức là cũng là một cái thành phố mới, một đất nước còn non trẻ, rất là hiện đại. Đây là cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nó đẹp mà hơn một chút so với cái nội địa. Thì bên Sing thì hiện nay là họ sớm hơn mình một tiếng. Ví dụ như là ở Việt Nam thì là 7 giờ thì bên Sing là 8 giờ. Nói chung là cái cảm xúc của mình bây giờ là chuẩn bị đến một cái đất nước, một cái quốc gia phát triển hơn với rất nhiều những cái thói quen đời sống hàng ngày nó cũng khác biệt so với Việt Nam. Ví dụ như cái chuyện là giao thông, đi lại, ăn uống, rồi giao tiếp, gặp gỡ, tất cả mọi thứ, kể cả không khí nó cũng có vẻ như trong lành và nó nóng hơn ở Hà Nội nữa. Đó là những cái khác và nó khiến cho mình cảm thấy háo hức, mặc dù là không phải là lần đầu tiên mình tới. Bây giờ thì các bạn hãy đồng hành cùng với Hoàng Nam để xem là cái chuyến đi này thì Nam có những cái trải nghiệm gì, gặp gỡ những ai và có điều gì đặc biệt nhá. Bây giờ đi thôi. Vậy là cũng đã vào phòng chờ sau khi thông qua hải quan. Ở đó thì không được quay nên Nam không thể quay lại cái quá trình mà kiểm tra an ninh được. Họ sẽ kiểm tra hết đồ đạc của mình. Không biết rằng là các bạn có tò mò một chút về những cái hành trang, những cái gì mà Nam mang đi một chuyến đi 8 ngày mà nó chỉ gói gọn trong một cái túi này không? Đây nhá, Nam chỉ nói qua là cái túi này một nửa thì đã là quà rồi. Là cái quà mà mình mang sang bên Sing tặng cho những người bạn Sing mà Nam quen. Thực ra ở Sing thì Nam có quen một hai người bạn, người Sing gốc Ấn Độ. Thì cái cậu này thì không phải là cậu đâu mà cũng nhiều tuổi rồi. Nhưng mà cũng chung một cái đam mê về công nghệ, về các máy quay các thứ ấy. Thì đấy thì mình chơi được lâu. Cũng nhưng mà cậu ấy cũng không leo trèo có thứ được đâu. Cậu chỉ là một cái thổ địa rất là dành cái địa phương của mình để có thể chỉ cho mình những cái chỗ hay ho để đi quay thôi. Khi mà
tới sinh thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết là trong cái túi này có những cái gì nhá. Nói chung là nó ít nhất có thể mà toàn những cái thứ mà mình cần. Không nhất thiết là phải mang thừa đi làm cái gì cả. Bởi vì một cái người mà mang ba lô gọi là backpacker như mình á, mà mang nhiều quá thì chỉ có mệt người thôi. Cuối cùng thì Nam cũng đã tới Singapore. Sao em? Mua sim à? Đấy, đi theo anh. Sau khi đã làm thủ tục thì mình đã được ra ngoài. Ở đây thì nó có thể nói rằng là ở bên Sing cái an ninh họ làm rất là chặt. Khi mà mình đứng làm thủ tục ấy, thì đã thấy 6 người Việt Nam bị dẫn giải đi để người ta tham khảo thêm thông tin. Đa số mọi người sang đây mình thấy rằng là tiếng Anh không phải là quá tốt, không thể trả lời được những câu hỏi của bên an ninh. Và họ có quyền nghi ngờ rằng là những cái người Việt Nam này sang đây để lao động chui. Cái này là bí mật thôi nha, thì mình cũng biết ở bên ngoài lề thì cũng có rất nhiều người sang đây lao động. Bởi vì bên này là cái tiền kiếm được rất nhiều và không có giấy phép. Singapore chỉ cho người Việt Nam sang đây để du lịch thôi. Bây giờ cái nhiệm vụ của Nam là sẽ phải đi lấy sim. À đây rồi. Đây đây đây. Hai cậu em này là cũng xem kênh Challenge Me. Hả? Mình lấy vali đâu vậy? Ở trong đấy. Trong nào? Lấy vali ở trong kia. Em ra đây là ấy rồi. Bây giờ em phải vào lại cái cửa kia kìa. Có cái băng truyền ấy. Vào. Rồi. Lần đầu sang đây à? Dạ. Có đồ để và anh nói cho. Bây giờ vào là hơi bị khó đấy, là phải xin đấy. Bây giờ em có vé không? Còn giữ cái vé mà có cái dính vali ở dưới ấy. Đưa đây để anh đưa cho bên an ninh họ cho vào tiếp. Cái vé máy bay mà xuống đây á. Ừ, đấy. Đây. Cứ nghĩ là đơn giản đúng không? Đây thì hỏi cái chị này. Đây đi vào đây. Lần đầu tiên sang đây. À hello. Sorry. They forget get the lucky. We go to the information content. Okay. Okay. Tại bên này họ cũng không được cho vào đây. Bây giờ lại phải vào cái chỗ phòng này để lấy. Có khi lại rắc rối. Ừ, ở đây là an ninh nó chặt lắm. Ra thì dễ nhưng vào thì khó. Everywhere. Hello. My friends forgot the luggage inside. It's a check-in bag. Yeah. This bag? How many bag? Two. Two? Hai cái đúng. Bốn à? Four. Tức là của mỗi người là một cái à? Vâng. Cái hộ chiếu đâu? Còn hai người kia thì là của họ đúng không? Dạ, đang đợi. Bọn em quê ở đâu? Em Nghệ An. Nghệ An à? Đây chờ chị lấy. Mỗi người là một cái vali đúng không? Thằng có ngoài.
hai người kia thì là của người đấy rồi. Bây giờ làm sao bảo nó lấy luôn trong, chắc nó lấy trong đấy rồi đấy chứ nhỉ? Tiết Giang. Nhà em đi ra không luôn. Rồi. Nhà em nghỉ. Để hỏi lại xem là lấy có dễ không nhá. And they have to waiting here. Yes, wait for a while. Bọn em ngồi đi chờ nhá. Để anh Giang lấy cái sim hay cứ ra lấy sim không? Hay thôi cứ một người ở đây chờ nhá, thì một người ra lấy sim. Có tiền sinh chưa? Rồi, 300 này. Sim thì anh mua trước ở Việt Nam rồi, chỉ cần đưa cái mã code ra là mua bên đấy rẻ hơn. Đây. Hello. Look. Where? Cheers. Okay, thank you. Tưởng của đại lý StarHub nhưng mà lại ra đây. Ở cái siêu thị này. Kiểu như là VinMart cộng của mình đó. Hello. Yep. You want your passport? Okay. Wait, hold on. Yours is yours is not here. UOB counter next door. UOB counter, the blue color counter. Blue color. UOB. Okay. Thank you. UOB của hãng khác. UOB. Đấy hả? Hello, I get a SIM card here. Passport. Okay. Phải có hộ chiếu. À thế thì tí lại phải chờ rồi. Okay. Ôi, khá là rắc rối. Ừ, em kia kìa. Cái em cứ ra ấy đi, xong một tí anh ấy cho. Đấy, nói chung là người Việt Nam mình thì rất là khổ. Bởi vì sang đây phải lao động rồi nhiều cái vất vả. Thì cũng bị người nước ngoài thì họ cũng rất là cảnh giác. Hiện nay thì trên mạng, trên những cái app dành cho người du lịch ấy, thì có một số cái app mà hỗ trợ cho chúng ta thuận tiện hơn trong cái công việc đi du lịch ở những cái nước ngoài. Ví dụ như là mua thẻ này, SIM card này để sử dụng 4G này, hay là thẻ tàu điện, rồi xe buýt, rồi ăn uống các thứ di chuyển đều vô cùng tiện lợi. Chúng ta chỉ cần có cái thẻ Visa này để đăng nhập vào tính tiền thì cái gì chúng ta cũng có thể mua được, rất tiện lợi. Đây là Nam mua trước ở Việt Nam, cái này là khoảng 180, hơn 180.000 thì trong vòng 7 ngày. Cái này có... Thank you. It's easy to you. Just decide on the data. Okay. Thank you. Trong này có 12 đô. Không. Cái này... this counter only for order before. Do you want to buy now? Yes. Can. Can, okay. Em muốn mua cái bao nhiêu đô? No. How many days you stay? Em ở đây bao nhiêu lâu? 2 năm.
Ôi đừng, đừng nói thế. That's more than I thought it'd be. Thank you so much. Em lao động ở đây à? Yeah. Có cái visa lao động ở đây không? Em đang đi sang để bắt đầu làm việc. Thế thì đừng nói là 2 năm, bởi vì là nó ở đây nghiêm khắc ấy. Yeah. Em làm cái du lịch nhỏ nhỏ trước thôi nhá, xong ở đây mình quen rồi thì mình mua sau nhá. Mình mua cái rẻ nhất trước đi để giữ liên lạc. Sau đấy ở đây một thời gian rồi thì mình mua sau, nó dễ hơn. Dạ dạ. Nhá. Thì có gì anh đợi em. 5 days. Huh? 5 days. Say 5 days. Yeah. So minimum $12. $12. $12. 12 đô. Giống của anh. Give me passport and $12. Mỗi người 12 đô và hộ chiếu. Em mua hay một người mua? Người nào cũng mua. Người nào cũng mua. Giờ mình mua luôn được hộ cả được không anh? Không. Người nào ấy mua. Ừ, phải có hộ chiếu của người nào thì người ấy mới mua được. Nói chung là cũng đơn giản thôi. Xong thì anh ra ghế đây ngồi chờ nhá. Đây, ngồi đây chờ. Họ bảo là ra đây lấy vali à? Thấy họ đưa tay chỉ đi. À ừ. Thế thì ấy đi xong anh đưa ra. May mà hôm nay gặp anh nhá. Không thì không biết như nào. Xem nào. À đây là cái giấy xin để được vào lại, để vào lại lấy. Re-entry request form. Thôi cái đấy để sau đi, mình lấy đồ trước đi. Xong rồi mười hai là 24 thì trả lại là 26 đô đúng chưa? Đây là bao nhiêu? Đây là 10, 20, 30. Nhưng mà em lấy sim chưa? À chưa lấy gì. À thế lại giả tiếp 12 nữa. Không, đây là em trả rồi. À thế à? Một người tự trả, đủ hay đủ. À của ai người ấy trả gì? Dạ. Ok. Đủ hay đủ. Mà lúc vào kia là người ta hỏi mình tiếng Anh hay tiếng Việt mà? Tiếng Anh. Thế bọn em có trả lời được không? Dạ không. Không trả lời được mà lại người ta thả ra. Đó là người ta hướng dẫn đi đến đằng kia rồi. Và cũng có một người có cái bác người ở Việt Nam ấy, nó họ nói đang đợi môi giới qua đón nhà em ấy. À. Sau bắt đầu chỉ con. Tức là bọn em là có giấy phép lao động chưa? Môi giới đã làm giấy phép cho bọn em chưa? Đúng rồi, bọn em như có chơi môi giới thì đón đi làm. À. Trong ngày hết đấy. Ừ. Thank you. Môi giới chưa đến à? Chưa. Bọn em về điện về về Việt Nam. Mua chín để tiền lên. Bên công ty gọi xong mình. Đây. Hello. Dạ. Đây. Cầm cả hộ chiếu nữa. Đây. Đưa cho chị.
để chị ấy ra, chị mở cho. Là mình lấy đoạn nào anh ạ? Họ dẫn đi mà. Ở thấy có người Việt Nam là hỏi tiếp đưa vé ra, cái vé nó có ghi ấy, khổ thân. Có khi ở Việt Nam bay còn chưa nhiều, huống chi ra nước ngoài. Chắc là muốn Tết sang đây làm thì bắt đầu là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bình thường. Kiểm tra an ninh tiếp. Thôi bây giờ thì mình hơi đói rồi. Bây giờ ở bên Sinh thì là 3 giờ, ở Việt Nam thì là 2 giờ đấy. Thì mình sẽ ăn xôi, sáng nay mua 2 gói xôi. Trên máy bay có ăn một gói rồi, bây giờ ăn một gói nữa. Tranh thủ ngồi đây chờ. Úi dồi, trong lúc chờ hai đồng chí kia, tôi cứ ngồi đây bởi vì là dù sao nó cũng là cái duyên số. Không biết là bọn nó như thế nào nữa. Nó cũng coi như là em mình thôi. Mặc dù chỉ là một những cái người đồng hương mà đã từng xem chương trình Challenge Me, nhận ra mình thì nó là một cái số của mình rồi, là mình phải giúp đỡ họ. Thà không quen biết thì không sao, cũng coi bọn nó như là em rồi đấy. Xôi giữa sân bay Changi, ăn xôi Việt Nam, xôi ruốc. Hình như đây là xôi đậu xanh ruốc thì phải. Đúng rồi, xôi đậu xanh ruốc. Yeah, cũng may này. Cái này mua có 10.000 thôi ở Việt Nam. Ở đây lúc trên máy bay Nam mua một chai nước bé tí mà 40.000. Vãi, cái gì cũng đắt. Chả việc gì phải ngại cả, cứ chuẩn bị đồ ăn từ Việt Nam đi nè. Hai thằng em này còn không biết là lấy đồ ở đâu cơ. Ăn xong thì Nam sẽ đi mua một cái vé tàu điện và đến nhà một người bạn, người Singapore ở đây. Và các bạn biết đấy là bây giờ là vẫn trong giờ hành chính. Bên Sinh thì vẫn phải đi làm. Họ sẽ làm hết hôm nay, hết ngày mai. Vì họ cũng nghỉ Tết, tức là 28 Tết họ mới được nghỉ. Thì mình phải chờ cho người bạn của mình đi làm về thì nó mới mở cửa cho mình được. Thực ra kinh nghiệm du lịch Singapore nhá, là người Việt Nam mình thường không coi trọng nước. Theo Nam thì cứ mang theo một chai nước đi, kể cả uống hết nhá, vẫn giữ cái vỏ chai. Chúng ta sẽ đơm nước mà đem đi bởi vì nước rất đắt. Một Việt Nam chỉ có vài nghìn một chai này thôi, nhưng mà ở đây á, phải mấy chục nghìn. Đó. Mà bên Sinh thì thời tiết nóng, đi lại đi bộ nhiều nữa, thì rất cần nước. Mấy thằng em ngây ngô của mình biết đâu rồi. Tranh thủ thử Tiger Sim em có vào được không? Không. Đi nước ngoài quen thì mang hết cả những cái thay sim, cái kim chọc cái khay sim này. Đó. Đấy.
Rồi. Đây là 7 ngày 12 đô. Thực ra sinh thì mình đi nhiều rồi nên về đây thì cũng chẳng có gì lạ. Tiếng Anh thì mình cũng chẳng phải là giỏi, chỉ đủ để giao tiếp thôi. Nhưng mà thế là đủ rồi, cần gì giỏi hả? Tất nhiên là nói thế thì hơi quá, nhưng mà Nam cũng có một lời khuyên chân thành với những bạn ở Việt Nam, đó là cái kinh nghiệm của Nam nhé, đó là quãng thời gian mình đi học ấy thì thấy duy nhất tiếng Anh là cái mà mình sử dụng đến lâu dài nhất, còn toán lý hóa các thứ mấy khi sử dụng đấy. Chính vì vậy mà nếu mà các bạn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì hãy học tiếng Anh thật là tốt vào. Còn sau này Nam mà có con cái thì chắc chắn là sẽ rèn luyện cho nó thật là giỏi tiếng Anh. Nào xem nào, sim có lên không? Ôi, có 4G rồi. Yeah. Có 4G. Thực ra nhá thì khi mà Nam có cái kênh Challenge Me ấy thì nó giúp cho mình có được rất nhiều những cái mối quan hệ mới, những cái quan hệ mà nếu mà mình mà không làm YouTube thì mình sẽ chẳng bao giờ mình có, bởi vì là những cái người xa lạ với nhau ấy, thường họ rất là đề phòng, nhưng mà khi họ đã xem cái kênh của mình rồi thì mọi người cảm giác như là rất là thân quen. Chính vì lẽ đó mà Nam mới quen được, biết được rất nhiều người. Nói chung là từ lúc ở sân bay Việt Nam cho đến đến bây giờ thì rất nhiều người cũng nhận ra mình, cũng vui. Rồi, cậu em kia đã tìm được chắc là chủ lao động rồi. Đã có cái xong chưa em? Dạ xong rồi. Rồi. May mà có anh nhìn đây quá. Ờ. Đói không? Dạ không gì em, anh ở trên máy bay rồi. À thế à? Dạ. Rồi đi bây giờ chờ chờ ai nữa không? Chờ đang chờ bán thì chờ mỗi đứa của thân nhân được đi. Dạ bọn em mà làm chung một chỗ đúng không, hay là mỗi đứa làm một nơi? Mỗi em làm một nơi. À. Nên mọi người một chủ. À. Thì là chủ ai đến thì đón đi đúng không? Dạ. Em đã vào được mạng chưa? À, em chưa lắm. Đây đánh. Hình như là cái Facebook anh chưa vào được, để anh ra anh hỏi lại xem nào. Hello. I cannot connect with your internet. Check first. Okay. Thank you. Ờ, có xem à? Anh em xem hết à? Ừ, sang đây quay. Em ấy cắm sim vào xong ra kia người ta nhập ấy cho. Đây này, em ra đây này. Ừ, em mua cái bao nhiêu lâu? Họ sẽ hỏi là mua cái mấy ngày đấy. Không, mà về chủ mình mua cho đúng. Không, mình cái này là anh nghĩ là em mua tạm cái 5 ngày trước ấy, là 12 đô. Thế xong đấy là mình ở đây quen một thời gian rồi thì mình mua cái dài hạn hơn. Đấy. Thì đây này, ở đây này. Ừ. Xong đưa luôn điện thoại cho người ta thay sim cho. À, vậy là cơ bản là mọi thứ đã tốt đẹp rồi.
mình cứ cố gắng giúp người ta một chút thì cũng vui. Cái thời gian ở Singapore nó có ý nghĩa hơn, còn hơn là bây giờ mà đi chờ cái cậu bạn người Sinh mà cậu ấy, cái anh ấy mà làm xong việc ấy thì cũng lâu. Đấy. Bây giờ tranh thủ up một cái status là thông báo mọi người là mình đã tới nơi rồi. Cuối cùng thì Nam cũng đã tới cái nhà ga cuối cùng để tới nhà người bạn. Bởi vì là bây giờ cũng đã muộn rồi. Không ngờ rằng là cái thời gian di chuyển cũng khá là lâu, là mất hơn một tiếng. Bây giờ thì giờ địa phương là hơn 5 giờ. Các bạn có thể thấy là ở đây mọi người đi xe đạp đến nhà ga tàu điện ngầm rất là nhiều. Ở phía kia là xe buýt kìa. Đặc biệt ở đây là Nam thấy có rất nhiều những cái con sáo với cả các loại chim nó chạy nhảy ở dưới sân này kia kìa. Cái sân này rất nhiều chim nó đang kiếm ăn. Bây giờ phải tìm đường về, nhưng mà hơi mệt một chút là bởi vì sáng nay Nam dậy sớm từ ở Hà Nội là chỉ kịp đem mỗi 2 gói xôi đi ăn, mà bây giờ thì không có cái gì ăn, chắc là uống tạm 1 gói sâm vậy. Quá mệt mỏi, một ngày di chuyển vất vả. Mệt thì đã là một phần, mình cảm thấy không si nhê gì, bởi không sợ mệt lắm, nhưng mà nó buồn ngủ ấy, rất là buồn ngủ. Bây giờ về thì chắc sẽ được ngủ bởi vì mình ở nhờ mà, do đó tôi cứ tỉnh táo một tí, chờ đến tối ngủ một thể, uống gói sâm nữa. May mà đem gói sâm Hàn Quốc đi. Thôi hôm nay xác định là từ giờ đến tối là về nghỉ và cho các bạn biết về cái nhà của cậu bạn đấy. Còn ngày mai thì Nam có hẹn với một cậu em người Singapore, người Việt Nam đang sống ở Singapore, không biết là đang làm hay đang học gì đấy. Thì hẹn từ sáng mai rồi thì cậu sẽ đưa đi chơi lòng vòng khám phá. Nhìn chung người Sinh thì họ đi bộ rất là nhiều nên nó trông nó khỏe mạnh, nó thể thao hơn người Việt Nam của chúng ta. Cái vị nó hơi khó uống một tí. Cái sâm này chắc là phù hợp với người nhiều tuổi, chắc họ sẽ thích hơn. Người trẻ của chúng ta nó hơi ngái ngái, nhưng mà không sao, uống vào thấy tỉnh hẳn thật người luôn. Bây giờ đối với Nam á, những cái cuộc hành trình đi xa này, cái không thể thiếu đấy là cái điện thoại, bởi vì chúng ta có thể tra cứu thông tin, bản đồ, thứ để tìm đường dễ dàng, chả phải hỏi ai hết, rất là chủ động. Và cái thẻ ATM thì thích thì cần thì chúng ta trả tiền, không phân biệt, không phải đổi tiền từ Việt Nam. Và tất nhiên rồi, cái không thể thiếu đó chính là máy quay và pin, các loại pin dự phòng. Đây các bạn có thể thấy này, là ở bên Sinh nha, người ta làm những cái mái che cho người đi bộ này này. Kể cả mưa nắng như nào đấy người ta vẫn sướng. Người ta đi thảnh thơi, đi thể thao như này và đi dưới những cái mái che. Đây mình hơi tìm đường một tí. Thank you.
hình như ngược rồi. Đây mới đúng. Cũng sắp tới rồi này. Đây kia là bến xe buýt kìa. Bến xe buýt rất nhiều những cái chiếc xe buýt 2 tầng. Đấy, đi dưới những cái mái này cảm thấy rất là thoải mái.